Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Địa ốc Long Trường Phát. Hiện tại thì Long đang đứng tại khu công nghiệp của Phú Chánh, thuộc phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thì như quý vị các bạn biết thì phường Phú Chánh là một cái phường giáp với thành phố mới của thủ thừa một Bình Dương nha quý vị các bạn. Trước mặt của Long đây là khu công nghiệp của Phú Chánh này quý vị. Đây quý vị các bạn, đây là khu công nghiệp Phú Chánh. Và đây là ngay bên màn ảnh nhỏ quý vị các bạn, thì đó chính là công an của phường Phú Chánh nha quý vị. Hôm nay thì Long sẽ review cho quý vị các bạn một cái cặp trọ nằm trên con đường N3. Đường N3 này nằm trên con đường N3 này, lòng đường nhựa, có diện tích là 10 x 25, có 2 kiosk và 10 phòng trọ. Trước khi đi vào review với cái sản phẩm bất động sản này thì rất là mong quý vị và các bạn dành chút thời gian ủng hộ cho kênh Địa ốc Long Trường Phát bằng cách nhấn đăng ký, nhấn biểu tượng chuông để nhận những video clip mới nhất về bất động sản Bình Dương. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Về khu nghiệp Phú Chánh thì khi mà quý vị các bạn tìm hiểu về khu nghiệp Phú Chánh thì ở đây là toàn là những công ty có mật độ công nhân khá là đông, mỗi công ty cũng từ 1.000 cho đến là 5.000 công nhân nha quý vị. Và cái đường N3 này thì nó cách cái đường vành đai khu công nghiệp một con đường, tức là nó song song với đường của khu nghiệp một con đường, nó ngay đường sau của công an phường Phú Chánh. Ở đây thì quý vị các bạn có thể mật độ dân cư xung quanh là như thế này. Đây, tất nhiên từ vị trí mà Long đang đi đây để đi về cái nhà trọ thì khoảng tầm 70-50 mét, nhưng mà mình sẽ đi ra DT742 rất là gần, tức là đường Huỳnh Văn Lũy ấy, quý vị các bạn. Đi ra đường Huỳnh Văn Lũy rất là gần nha quý vị. Và ngay trường tiểu học và trường mầm non, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông của phường Phú Chánh luôn. Về hạ tầng ở đây thì đây, có thể cây cỏ nó làm cho con đường nó hơi hẹp lại một xíu, nhưng mà quý vị có thể là cái vỉa hè của con đường của nó là khoảng tầm 4 mét, và lòng đường nhựa thì khoảng tầm 9 mét nha quý vị. Đấy, đây thì chúng ta có thể nhìn thấy ở bên kia đó là khu nghiệp luôn, các cái mã nhà xưởng đấy, thì đó cũng chính là khu nghiệp đấy, quý vị các bạn có thể nhìn thấy luôn. Vâng, trước mặt của Long đây là căn nhà trọ có diện tích là 10 x 25 này quý vị. Hiện tại là có 2 kiosk và 10 phòng trọ là đang cho thuê kín nha quý vị. Đang cho thuê kín. Đây là kiosk này. Đấy. Lối đi vào phòng trọ. Và đây là kiosk thứ hai. Ở đây thì có 10 phòng trọ, thì mỗi phòng trọ có diện tích là khoảng 12 mét vuông nha quý vị. Khoảng 12 mét vuông, hiện tại thì đã ở kín rồi. Thì ở đây hiện tại là công nhân đang đi làm hết rồi, nên là cái giờ này thì sẽ không có ai ở nhà cả. Đang cho thuê kín. Thu nhập thì khá là ổn định, tháng 14 triệu nha quý vị. Về những cái vỉa hè và cái lối đi vào đây thì sẽ được gia chủ làm sạch sẽ đẹp đẽ bằng cách là lát gạch cho mọi người rồi. Một cái ưu điểm của cái dãy trọ này là có cái lối thoát hiểm ở bên hông là 2,5 mét. Lối thoát hiểm bên hông ở đây là có 2,5 mét ở bên này. Đằng sau của dãy trọ đó là khu công nghiệp Phú Chánh rồi. Dân cư ở đây thì quý vị các bạn thấy là khá là đông rồi. Đấy. Về quỹ đất của tái định cư Phú Chánh này thì khá là ít nha quý vị. So với khu công nghiệp của Phú Chánh thì cái khu vực này là khá là ít.
Bây giờ thì ở đây thì mình đã nhìn sang bên kia thì đó là khu công nghiệp rồi. Quý vị các bạn thể thấy đã là cái mái nhà xưởng rồi. Đường bên kia là đường vành đai của khu công nghiệp. Đấy. Đây này. Đây quý vị các bạn thấy không? Đây là khu công nghiệp rồi này. Đấy, dân cư ở đây thì như vậy. Với cái mức giá đất hiện tại trên cái khu vực này nó sẽ rơi từ là 14 đến 15 triệu một mét vuông nha quý vị. 14 đến 15 triệu một mét vuông đất tại cái khu vực đường số 3 hoặc là những cái đường tương tự như vậy. Còn ở cái đường vành đai của khu nghiệp là đường N5 ấy, thì cái giá của nó cao hơn. Nó khoảng từ 18 đến 20 triệu một mét vuông. Các nhà trọ thì gần như là được ở kín như vậy. Đấy. Long đang đi bộ ra một chút xíu thôi. Thì đó là trường học và y tế rồi các cái tiện ích khác thì Long sẽ giới thiệu thêm cho quý vị các bạn. Đây quý vị. Đấy. Ở cái khúc này thì nó rất là gần với cái trường mầm non hay là trường tiểu học rồi đường Huỳnh Văn Lũy. Nên là cái mật độ xây dựng ở đây nó nhiều hơn ở cái khúc mà đường cái dãy trọ của mình. Nhưng mà xét về cơ bản thì cái quỹ đất ở đây nó khá là nhỏ so với cái lượng đất công nghiệp đang tạo ra rất nhiều công việc làm cho cái khu vực này. Đây là một cái khu vực mà được bao bọc bởi những cái tuyến đường như là vành đai 4, Huỳnh Văn Lũy là DT 742, đường Nguyễn Văn Linh, đường DT 746, thì nó bao bọc lại ở đấy, ở ngay chỗ này. Và như quý vị các bạn biết thì nó là giáp ranh với thành phố mới của Bình Dương, một trong những khu đô thị đang được có cái mức phát triển rất là tốt và đang được rất là đầu tư rất là nhiều hạ tầng, bao gồm cả những cái tòa nhà cao ốc hay là trung tâm thương mại thế giới. Có thể quý vị các bạn đang xem video sẽ nhầm lẫn giữa tái định cư Phú Chánh và tái định cư Phú Chánh ABCD. ABCD nó là thuộc phường Hòa Phú của thành phố Thủ Dầu Một hoặc là phường Phú Tân của thành phố Thủ Dầu Một. Còn đây là phường Phú Chánh của thị xã Tân Uyên nha quý vị. Đây là phường Phú Chánh của thị xã Tân Uyên. Nó là giáp ranh với thành phố mới. Thì như cái Phú Chánh A, Phú Chánh B là nó thuộc phường Phú Chánh ngày xưa, thì người ta đã cắt ra thành thành phố mới. Còn cái phần Phú Chánh còn lại thì đây là tái định cư Phú Chánh. Thì nó là thuộc phường Phú Chánh nha quý vị. Đây từ cái vị trí này này. Để Long đi thêm một đoạn nữa. Các bạn đã xem tới đây rồi thì mình nán thêm một chút nữa để mình xem thêm các cái tiện ích tại cái khu vực này. Vâng, đây là trường mầm non này quý vị. Đây là trường mầm non này. Trường mầm non đó nha quý vị. Vâng, đây là chợ này. Chợ Phú Chánh này. Đây. Đây là chợ nha quý vị. Đây, chợ Phú Chánh đây. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy là đây là chợ Phú Chánh. Còn đây là cái trường mầm non này. Trường mầm non Phú Chánh đây.
Còn đi ra ngoài một xíu theo cái đường này thì đó là đường DT742. Đi ra một chút xíu thôi. Từ đây mình sẽ ra DT742 thì nó chỉ khoảng tầm là 200m à. Thì Long đi lại đây một xíu là quý vị các bạn nhìn thấy luôn. Đấy, ngay ngoài đường kia đó là đường DT742, ngay đèn xe đèn đỏ rồi. Vâng, Long đã nhìn thấy đèn xe đèn đỏ rồi. Do cái cây nó che cái phần đường nó khá nhiều nên là có thể là chúng ta nhìn hơi khó một chút. À đây, đèn xe đèn đỏ đây. Thì đó là DT742 rồi. Đấy, đâm thẳng qua đó cái là tái định cư Phú Chánh A của thành phố mới Bình Dương. Bây giờ Tuấn Long sẽ quay lại để đi sang bên này một chút. Thì đó là Ủy ban nhân phường Phú Chánh nha quý vị. Ủy ban nhân phường Phú Chánh thì nằm ở ngay mặt tiền DT742. Các cái trường trung học phổ thông, trung học cơ sở cũng nằm ở ngoài mặt tiền DT742. Ở ngoài DT742 thì có những cái tiện ích như là ngân hàng, siêu thị, thì những cái tiện ích đó thì rất là ok rồi. Còn đối với trong khu này thì có chợ, có trường mầm non và có trường tiểu học, có khu công nghiệp nha quý vị. Đấy, những cái tiện ích như vậy với một cái sản phẩm bất động sản mà 10 x 25 có 2 kiosk 10 phòng trọ, hiện tại đang thu nhập ổn định là 14 triệu. Cái mức giá mà được chào bán tới quý vị các bạn đó là 4 tỷ nha quý vị, 4 tỷ có thương lượng. Đây, cái đường này đường đi vào nhà trọ của mình đây. Từ cái vị trí này mình đi vào thì khoảng tầm 150m. 150m thì ngay cái xe khách lúc nãy mà mình có nhìn thấy thì các bạn có thể thấy luôn đây. Đấy, ngay cái xe khách màu đỏ đó. Đấy, ngay có 3 cái xe ô tô đó. Và đây là khu công nghiệp của Phú Chánh này. Đây là khu công nghiệp của Phú Chánh. Khi mà tới với khu công nghiệp của Phú Chánh thì quý vị các bạn sẽ thấy một cái điều rất là tuyệt vời là cái nhà xe của các cái công ty ấy, thì nó được làm lên 2-3 tầng như vậy, 2-3 lớp như vậy đấy. Thì để hiểu được rằng là cái mức độ dân cư ở hiện tại, cái lượng công nhân đang hoạt động ở trong khu công nghiệp Phú Chánh khá là đông. Ngay cả cái nhà xe thôi là chúng ta có thể thấy được một cái điều gì đó là thật là ấy rồi. Đấy, cái đường này thì nó song song với đường N3 đi vào nhà trọ. Còn ở cái mức cái đường này thì gọi là đường N5, là đường vành đai giữa khu công nghiệp và tái định cư của Phú Chánh này. Đi vào trong thì có những cái tiện ích khác như là một chút đó là trạm y tế nha quý vị. Thì có thể là thời gian cũng đã dài rồi nên Long sẽ không có dành nhiều thời gian để nói nhiều hơn về cái tiện ích ở đây nữa. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi, lắng nghe và đồng hành cùng Địa ốc Long Trường Phát trong thời gian vừa qua. Xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo về bất động sản Bình Dương. Mọi thông tin quý vị các bạn có thể liên hệ với Long qua số điện thoại là 0878 161 161 hoặc 0937 105 887 có Zalo nha quý vị.